Số 10 Minh Chuyên, số 11 Lưu Hoàng Vân, số 12 Kiều My, thủ môn, số 14 Tạ Thị Thủy, số 16 Thủy Nhi, số 20 Hải Yến. Huấn luyện viên trưởng của U20 Việt Nam là ông Akira Izuri, người Nhật Bản. Trong khi đó, ngày hôm nay thì U20 Ấn Độ ra sân với bộ trang phục áo xanh, quần xanh và tất xanh. Đội hình ra sân của họ trong trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi bao gồm số 2 Punima Kumari, số 4 Silky Devi, số 5 Astam Oraon, số 6 Babina Devi, số 8 Kajon, số 11 Anita, số 12 Neha, số 13 Anshika, số 16 Subangi, số 17 Nitulinda và số 21 Apuna đội trưởng. Huấn luyện viên trưởng của U20 Ấn Độ là bà Mayon Rocky. Như vậy là ngày hôm nay thì U20 Ấn Độ đã tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Những cái tên mà chúng ta đã ấn tượng ở hai lượt trận trước đó của họ. Một đội hình giàu sức tấn công và sẽ là một thử thách dành cho đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay Việt Trì đang mang tới một bầu không khí rất tuyệt vời, thời tiết lý tưởng cho các cầu thủ ra sân với thể trạng tốt nhất, và chúng ta cùng chờ đợi vào một trận đấu thành công của đội tuyển U20 Việt Nam. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1, U20 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì chúng ta xuất phát với đội hình hoàn toàn giống với đội hình ra sân ở trận đấu đầu tiên. Những cầu thủ tốt nhất mà huấn luyện viên Akira Izuri có được, ông đều đã sử dụng trong đội hình xuất phát. Neha Apuna, tốc độ rất tốt. Đây là Neha, một trong ba tiền đạo của U20 Ấn Độ trận đấu ngày hôm nay. Rất nguy hiểm. Đó là cú sút đầu tiên của U20 Ấn Độ trong trận đấu ngày hôm nay. Người vừa thực hiện pha dứt điểm từ tuyến 2 đó là Nitulinda, một trong những tiền vệ tấn công rất nguy hiểm bên phía U20 Ấn Độ mà đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải chăm sóc kỹ lưỡng. Ngày hôm nay thì U20 Ấn Độ tiếp tục ra sân với ba tiền đạo, đó là số 11 Anita, số 12 Neha và đội trưởng số 21 Apuna. Một ngày làm việc có thể nói là sẽ nhiều khó khăn hơn cho thủ thành Danh Thị Kiều My và các đồng đội so với hai trận đấu trước đó. U20 Ấn Độ là đội bóng có thể hình chiều cao rất lý tưởng. Thùy Nhi. Đó là đường chuyền của Nhật Lan. Ngày hôm nay bộ đôi tiền vệ trung tâm của Nhật Lan, của Việt Nam tiếp tục là Nhật Lan và Vũ Thị Hoa. Minh Chuyên. Pha lấy bóng của Ngọc Ánh. Hoàng Vân không kịp. Hoàng Vân vẫn đang là tiền vệ phải, trong khi đó Nhật Lan là tiền vệ trung tâm của U20 Việt Nam. Một đội hình không còn quá xa lạ với người hâm mộ. Đây là Bảo Trâm, trung vệ đội trưởng của U20 Việt Nam trong trận đấu quyết định ngày hôm nay. Ở trong trận đấu với U20 Indonesia, sau khi được vào sân thì Bảo Trâm thi đấu ở vị trí tiền vệ trái. Nhưng ngày hôm nay thì Bảo Trâm được trở về vị trí sở trường của mình, đó là trung vệ. Đây là Anita Apuna. Những cầu thủ tấn công bên phía U20 Ấn Độ rất to cao. Họ đang thực hiện nhiều những đường chuyền dài, những đường chuyền vượt tuyến để tận dụng chiều cao của các cầu thủ tấn công ở phía trong. Ngọc Ánh, Minh Chuyên, vẫn là Minh Chuyên, rất nhanh nhẹn, Hoàng Vân. Đường chuyền hơi non của Hoàng Vân. Nhật Lan. Pha phối hợp với Minh Chuyên. Vừa rồi là đường chọc khe của Vũ Thị Hoa. Phía trên thì lúc này U20 Ấn Độ đang thi đấu khá rình rập với ba tiền đạo to con: Ngọc Ánh, Vũ Thị Hoa, Thùy Nhi. Vũ Thị Hoa, đường chuyền cho Hoàng Vân.
Vừa rồi thì Astam Oron đã cắt bóng. Ngọc Ánh. Rất nguy hiểm. Một tình huống thót tim cho khán giả có mặt tại sân vận động Việt Trì, nhưng pha dứt điểm vừa rồi của Anita là quá đơn giản. Không phải, đó là tình huống đi bóng và dứt điểm của đội trưởng Apuna. U20 Ấn Độ đã có hai cơ hội để hãm thành. Nguy hiểm không? Cho Lưu Hoàng Vân. Phản công cho U20 Ấn Độ. Neha sải chân dài và tốc độ rất tốt. Đó là cú sút từ rất xa. Và đã có bàn thắng dành cho cao thủ U20 Ấn Độ. Phải nói là một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm của Babina. Sau khi chúng ta không thể tận dụng cơ hội thì đội tuyển U20 Ấn Độ đã có bàn thắng dẫn trước. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú sút của Babina. Một cú sút không cần nhiều đà, rất đẹp mắt. Cú sút rất vừa tầm chân của Babina. Lần đầu tiên ở giải năm nay thì U20 Việt Nam bị dẫn trước và chúng ta sẽ phải dồn lên và chờ đợi vào bản lĩnh của các cầu thủ trẻ. Rất hay, không việt vị. Minh Chuyên căng ngang, không được. Neha. Việc để thua sớm cũng đã ảnh hưởng phần nào tới tinh thần của cao thủ U20 Việt Nam. Minh Chuyên. Minh Chuyên đang lạc lõng. Vẫn là Minh Chuyên. Không được. Suýt chút nữa thì Minh Chuyên đã có đường chọc khe rất hay dành cho Lưu Hoàng Vân. Nhưng một lần nữa thì Astam Oron đã tỉnh táo. Đúng là U20 Ấn Độ đã nghiên cứu rất nhiều lối chơi của U20 Việt Nam trước khi trận đấu này diễn ra. Babina, 2 phút bù giờ dành cho hiệp 1. Khá hay. Hoàng Vân, Hoàng Vân, vẫn là Hoàng Vân, không được. Cầu thủ đội bạn vẫn nhanh hơn chúng ta một bước. Không có lỗi. Tạ Thị Thủy. Quả tạt của Tạ Thị Thủy là hơi hiền. Vẫn là pha lên bóng của U20 Việt Nam. Ngọc Ánh. Tạ Thị Thủy. Dứt điểm. Vào, không vào. Nhật Lan vẫn còn. Vào. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời dành cho U20 Việt Nam. Sau rất nhiều nỗ lực. Sau rất nhiều nỗ lực. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có bàn gỡ hòa. Tuyệt vời. Phải tới cú sút thứ hai thì Nhật Lan mới có thể làm tung lưới của Ashika. Nhưng tất cả những gì chúng ta chờ đợi đã đến. Hãy cùng xem lại bàn thắng này. Tạ Thị Thủy đã có một quyết định rất tỉnh táo, đó là đẩy bóng vào trong cho Nhật Lan. Chuyên gia xuất phạt, chuyên gia xuất xa của U20 Việt Nam.
Lần thứ nhất đã không thành công, nhưng lần thứ hai thì không còn cơ hội cho Asika nữa. Một bàn thắng rất tuyệt vời. Bước 1 rất vừa vặn. Cột dọc đã cứu thua cho U20 Ấn Độ một lần, nhưng không thể giúp cho họ tránh được bàn thua. Và lúc này thì trên luồng livestream của chúng tôi, các khán giả đang dành rất nhiều tình cảm cho đội tuyển U20 Việt Nam. Và để theo dõi những diễn biến mới nhất và highlight của hiệp một trận đấu thì quý vị đừng quên truy cập vào ứng dụng OnPlus của chúng tôi. Sẽ có tất cả những gì mà chúng ta có thể chờ đợi ở trận đấu U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ, những gì diễn ra trong hiệp 1, highlight bàn thắng và những tình huống đáng chú ý nhất trên ứng dụng OnPlus của chúng tôi. Và vừa rồi thì trọng tài chính bà Kim Ju Yong cũng đã nổi còi khép lại 45 phút đầu tiên của trận đấu. Ở những giây cuối cùng thì chúng ta đã có được bàn gỡ rất tuyệt vời. Và hãy cùng chờ đợi những diễn biến của hiệp 2 khi mà U20 Việt Nam đã có được bàn thắng để cân bằng tỷ số và sẽ có được một tinh thần tốt trước khi bước vào những diễn biến của hiệp đấu tiếp theo. Trong hiệp 1 thì đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta đã để cho đối phương dẫn bàn và đã thi đấu đầy nỗ lực kiên cường và đã có bàn gỡ ở những giây cuối cùng. Và trước khi bước vào hiệp 2 thì lợi thế dẫn bàn của U20 Ấn Độ không còn nữa. Hai đội sẽ bước vào hiệp 2 với tỷ số hòa 1-1 và như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 thì hai đội đổi sân, U20 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Cả hai đội đều chưa có bất cứ một sự thay đổi nào. Đường chuyền của Neha cho Apuna. Trong hiệp 1 thì bộ ba Apuna, Neha và Anita vẫn tiếp tục cho thấy ưu thế về mặt thể hình. Nhưng bàn thắng của U20 Ấn Độ lại không đến từ ba cái tên này mà là một cú sút xa rất căng. Có thể nói là căng như kẻ chỉ của Babina ở ngoài vòng cấm và đã làm bó tay thủ thành Danh Thị Kiều My của U20 Việt Nam. Những phút sau đó là một thế trận đầy nỗ lực của các cô gái áo đỏ. Chúng ta đã chơi kiên cường và tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Đây là pha xuống biên của Anita, rất nguy hiểm. Anita và Thùy Nhi. Ngọc Ánh. Thùy Nhi. Minh Truyền. Minh Truyền cũng đã có được một vài cơ hội trong hiệp 1 nhưng chưa thể ghi bàn. Chúng ta cần phải rất hạn chế những tình huống chuyền hỏng ở khu vực sân nhà. Sau khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thì cho tới phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 thì Nhật Lan là người đã tỏa sáng rực rỡ để mang về bàn gỡ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Xuất phát từ đường chuyền bóng đến chân của Tạ Thị Thủy và tiền đạo Ma số 14 đã nhả bóng lại rất vừa tầm cho Nhật Lan. Thực hiện một pha cứa lòng bằng chân phải. Bóng đã dội cột dọc nhưng ở cú sút thứ hai thì thủ thành Ashika đã không còn một cơ hội nào ngoài việc phải nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng đến ở những giây cuối cùng hiệp 1 đã mang tới cảm xúc vỡ òa cho khán giả có mặt tại sân vận động tỉnh Việt Trì. Kết quả mà chúng ta đang theo dõi là một tỷ số vừa đủ để giúp cho U20 Việt Nam giành ngôi đầu bảng. Nhưng trận đấu còn rất dài, còn cả một hiệp đấu phía trước và U20 Việt Nam cần phải rất cẩn trọng với những tình huống lên bóng của các cầu thủ U20 Ấn Độ. Và chúng ta cần phải có thêm bàn thắng. Vẫn là Neha. Neha và Thanh Thảo. Ngày hôm nay có rất nhiều tình huống đối đầu với nhau. Một pha lên bóng mềm mại và nhịp nhàng của U20 Việt Nam. Minh Chuyên. Tạ Thị Thủy đang di chuyển cánh trái là Ngọc Ánh. Rất thoáng. Tạ Thị Thủy không được. Tạ Thị Thủy có vẻ như ngày hôm nay không có được cảm giác bóng tốt nhất. Những pha xử lý của tiền đạo này vẫn đang thiếu đi một chút gì đó nhạy cảm. Tạ Thị Thủy chính là người đã kiến tạo cho Nhật Lan ghi bàn mở tỷ số cho U20 Việt Nam ở phút cuối cùng của hiệp 1. Ngọc Ánh.
Trong hiệp 1 thì thời lượng kiểm soát bóng của U20 Ấn Độ là 55%. Nhỉnh hơn so với U20 Việt Nam của chúng ta. Trong khoảng một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 thì đội bạn là những người chơi tốt hơn. Và họ đã có bàn thắng sớm. Nhưng ở khoảng thời gian sau đó khi mà U20 Việt Nam lấy lại được quyền kiểm soát bóng và chúng ta lấy lại được tinh thần thì lối chơi của U20 Việt Nam đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn. Và hệ quả là bàn thắng gỡ hòa 1-1. Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng F vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024 đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên rất nhiều nền tảng. Trong đó có ứng dụng OnPlus, trong đó có các nền tảng số của OnSport trên Facebook và YouTube. Và quý vị khán giả có thể đồng hành với chúng tôi để cùng cổ vũ cho đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta. Cú sút thứ hai đưa bóng vào góc phải không thành. Lần này thì Ashika đã không còn cách nào khác. Những lá cờ Tổ quốc rất đẹp đang được tung bay trên khán đài của sân vận động Việt Trì. Hình ảnh rất tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng trên sân lúc này thì một cầu thủ của U20 Ấn Độ đang tỏ ra khá đau đớn. Có vẻ đó như là tiền vệ trung tâm Kajon Hubert. Hình ảnh mà chúng ta luôn luôn cảm thấy rưng rưng xúc động mỗi khi được chứng kiến. Ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ một giải đấu nào thì các đội tuyển của bóng đá Việt Nam vẫn luôn nhận được những tình cảm tuyệt vời như vậy. Cả Kajon Hubert, tiền vệ trung tâm của U20 Ấn Độ, trong tình huống tranh chấp với cầu thủ của U20 Việt Nam đã bị đau. Đường mở bóng rất thoáng cho Hoàng Vân. Cú sút vẫn còn, không được. Thế trận trên sân trong hiệp 2 đã mang tới nhiều sự khởi sắc hơn cho U20 Việt Nam. Đội bạn đã không còn có thể kiểm soát bóng một cách chủ động như trong khoảng một nửa gian đầu hiệp 1 nữa. Những phút nghỉ giải lao đã giúp cho U20 Việt Nam cải thiện rất nhiều. Vũ Thị Hòa. Vẫn là Vũ Thị Hòa. Một cầu thủ của chúng ta đang bị đau. Người bị đau là tiền đạo Tạ Thị Thủy. Cáng đã được đưa vào sân. Hy vọng là Tạ Thị Thủy vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Tạ Thị Thủy đã đứng dậy và có thể tiếp tục thi đấu trong những phút tiếp theo. Tạ Thị Thủy là tiền đạo có thể hình tốt nhất bên phía đội tuyển U20 Việt Nam. Babina. Và tình huống cắt bóng của Thanh Thảo. Có vẻ như là Tạ Thị Thủy sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Tiền đạo của chúng ta lại nằm sân. Có vẻ như Tạ Thị Thủy đã mắc một chấn thương. Rất có thể bên phía U20 Việt Nam sẽ phải có một sự thay đổi người nữa. Ở trong
bàn ghế chỉ đạo, xin lỗi quý vị, trên bàn ghế dự bị của chúng ta thì vẫn còn những tiền đạo như là Hồng Như Hoa hay là Đặng Thị Duyên. Và trên sân lúc này thì Hồng Như Hoa đã rất sẵn sàng ở ngoài đường pit để có thể vào sân trong những phút tiếp theo. Một sự thay đổi người bất đắc dĩ của huấn luyện viên Akira, Tạ Thị Thủy đã bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Tạ Thị Thủy rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo Hồng Như Hoa. Phản công cho U20 Việt Nam. Rất hay. Vẫn là Minh Truyền. Minh Truyền không vội vàng mà bình tĩnh xử lý bóng, lỗi rồi. Pha phạm lỗi của Nitulina với Ngọc Minh Truyền. Tình huống xử lý bóng kỹ thuật của Minh Truyền đã khiến cho đối phương buộc phải phạm lỗi. Sau khi vào sân thì Hồng Như Hoa sẽ đá chám vào vị trí mà Tạ Thị Thủy để lại. Đây là trợ lý huấn luyện viên Lương Văn Truyền, người đang trực tiếp truyền đạt những chỉ đạo của huấn luyện viên Akira đến với. Không được. Uống khống chế bóng không thành công của Musumi. Một trong hai tiền đạo đã được huấn luyện viên Mayon Rocky đưa vào sân. Cho tới lúc này thì Sumati Kumari và Musumi vẫn chưa tạo ra được dấu ấn gì. Điều dễ hiểu là những tiền đạo tốt nhất của họ chính là bộ ba cầu thủ ra sân ngay từ đầu. Cái Hoàng Vân. Vẫn là Hoàng Vân. Sự truy cản rất gắt gào của Astamoron với Hoàng Vân. Nhưng đó là những tình huống mà chúng ta vẫn cần phải rất tận dụng để có thể đưa bóng tiếp cận gần hơn khung thành của đối phương. Bây giờ nhiệm vụ dành cho U20 Việt Nam là đưa bóng càng xa khung thành của Kiều My càng tốt. Lưu Như Quỳnh, một trong những cầu thủ có chiều cao tốt nhất của U20 Việt Nam, đã được huấn luyện viên Akira đưa vào sân để hỗ trợ và gia cố cho hàng phòng ngự. Rất hay. Bây giờ thì U20 Ấn Độ đang sử dụng nhiều những đường chuyền dài. Họ đang bế tắc trong việc phối hợp tìm đường vào trung lộ và sẽ tận dụng những đường bóng dài. Hoàng Vân. Không có lỗi. Vẫn là U20 Việt Nam. Minh Truyền cần phải cầm bóng chắc. Sinkyu Devi. Hải Yến xử lý rất bình tĩnh. Hoàng Vân. Hoàng Vân quan sát thấy thủ môn đội bạn đã lên hơi cao và đã quyết định thực hiện một tình huống lốp bóng, nhưng bóng đi chưa đủ mạnh. Nhưng đó vẫn là một quyết định xử lý rất nhanh chóng của Hoàng Vân. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút. Rất hồi hộp, 5 phút cuối cùng cho những nỗ lực của chúng ta. Cầu thủ của chúng ta đã làm tất cả để bảo toàn được lợi thế từ lượt trận đầu tiên cho tới lượt trận cuối cùng này. Và chỉ còn 5 phút nữa thôi. Những tiếng hô vang Việt Nam cố lên. Rất tốt. Nguy hiểm quá. Kiều My vừa có một tình huống cứu thua cho U20 Việt Nam. Rất hồi hộp.
Một bàn thắng lúc này sẽ thay đổi tất cả. U20 Việt Nam đang lùi rất sâu để phòng ngự. Hoàng Vân. Vẫn là Hoàng Vân. Trong những phút cuối này thì rõ ràng là thể lực của chúng ta cũng đã bị hao mòn phần nào, trong khi đội bạn vẫn đang cho thấy sự sung sức. Bảo Trâm đang bị đau. Phút bù giờ thứ hai rồi. Rất nguy hiểm. Đó là tình huống phá bóng của Ngọc Ánh. Chúng ta dồn toàn lực để phòng ngự. Những phút cuối cùng của trận đấu và áp lực cực lớn lên khung thành của Kiều My. U20 Việt Nam đang chơi phòng ngự phản công. Một chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ đang được tạo ra trước khung thành của Kiều My. Musumi, nguy hiểm quá. Tuyệt vời. Kiều My vừa có một tình huống bay người cứu thua cho U20 Việt Nam. Rất tuyệt vời. Kiều My đã chơi cực kỳ tỉnh táo trong suốt trận đấu ngày hôm nay. Một cú sút ở góc hẹp rất nguy hiểm. Đây là những phút thử thách cho bản lĩnh của các cô gái trẻ của đội tuyển bóng đá nữ U20 Việt Nam. Astam Oran là người đứng trước vạch đá phạt góc. Chúng ta cần phải đưa bóng đi càng xa khung thành của Kiều My càng tốt. Việt vị rồi. Lỗi việt vị của Astam Oran. Phút bù giờ thứ tư. Chỉ còn hơn một phút nữa thôi. Trận đấu sẽ kết thúc. Bảo Trâm có vẻ như là đã bị đau từ tình huống tranh chấp trước đó. Bác sĩ đang chăm sóc cho đội trưởng của chúng ta. Một trận đấu đầy nỗ lực của Bảo Trâm và các đồng đội. Lúc này đã có 250.000 khán giả đang cùng theo dõi luồng live stream của chúng tôi trên tất cả các nền tảng. Một con số rất tuyệt vời, thể hiện tình cảm và sự yêu mến của khán giả dành cho đội tuyển nữ U20 Việt Nam. Và chúng ta chỉ còn một phút cuối cùng nữa thôi. Một phút đếm ngược. Và đích đến của chúng ta đang ở rất gần rồi. Ngọc Ánh. Không vượt qua được Lưu Như Quỳnh. Tuyệt vời. Trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 6. Hàng ngàn khán giả có mặt tại sân động Việt Trì đang chờ đợi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Rất hồi hộp. Đây là tỷ số đưa chúng ta tiến vào vòng loại thứ 2. Khán giả đã đứng cả dậy để chờ đợi tiếng còi mãn cuộc ở trong tay. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi. Tuyệt vời. Đó có lẽ là dấu chấm hết cho những nỗ lực của U20 Ấn Độ trong trận đấu ngày hôm nay. Kiều My đã chơi rất tập trung trong suốt 90 phút và cả khoảng thời gian bù giờ của trận đấu nữa. Trọng tài đã nhìn đồng hồ rồi.
Như Hoa. Trọng tài xác định ném biên cho U20 Ấn Độ. Phút bù giờ thứ 7. Như vậy là đó là lỗi của Hồng Như Hòa. Bây giờ thì U20 Ấn Độ chỉ trông chờ vào những đường chuyền dài để đưa bóng tiếp cận gần hơn khung thành của Kiều My. Rất tập trung. Chúng ta đã tiến rất gần tới mục tiêu của mình. Những cô gái của U20 Việt Nam rất kiên cường. Và đúng lúc này, trọng tài chính mà Kim Soo Yong đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ. Một trận đấu đầy kiên cường và quả cảm của các cô gái U20 Việt Nam. Thật tuyệt vời, chúng ta đã bị dẫn trước nhưng chúng ta đã kiên cường. Đã thi đấu bằng 200% sức lực và ý chí của mình để có được bàn gỡ hòa và bảo toàn được tỷ số này cho đến khi trận đấu khép lại. Đây là tỷ số vừa đủ để giúp cho U20 Việt Nam giành ngôi nhất bảng F, qua đó tiến vào vòng loại thứ hai của giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024. Xin chúc mừng đội tuyển U20 Việt Nam. Hàng ngàn khán giả có mặt tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang chia vui với các cô gái của đội tuyển U20 Việt Nam. Những người đã thi đấu đầy nỗ lực bằng ý chí và tinh thần của người Việt Nam trong suốt giải đấu lần này. 3 chiến thắng. Xin lỗi quý vị, 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Nhưng không khác gì một chiến thắng dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho huấn luyện viên Akira Iziri cùng với các học trò của mình, cùng với toàn bộ đội tuyển U20 Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến tập thể đội tuyển U20 Việt Nam với kết quả ngày hôm nay. Và chúng ta chính thức giành quyền vào vòng loại thứ hai của giải U20 châu Á 2024. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt giải đấu lần này. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những giải đấu tiếp theo cùng với các đội tuyển của bóng đá nữ Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.